Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong series video của mình thì ngày hôm nay mình vẫn sẽ tiếp tục làm những video thật là đẹp và tuyệt vời để gửi tặng đến các bạn. Và mình mong rằng các bạn vẫn luôn ủng hộ mình bằng những lượt like và lượt đăng ký kênh. Những cái việc nhỏ nhoi của các bạn đấy nó lại là động lực để mình tiếp tục phát triển kênh YouTube của mình. Và mình rất cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo một những cái bạn em. Bao nhiêu? Ba ba. Cầm đi thôi. Hai cái luôn, cầm hai cái. Nó phải. Chiều cho đại ca một tí vừa đại tí đại ca đi cái đại đại ca mở xe nha. Rồi. Xe đạp của mọ. Xe đạp của mẹ đi rồi. À. Kéo cái xe máy xe đó mà nó xe. Bánh mì kẹp chim. Mẹ có biết mẹ có con là phải nói con không? Tất nhiên là có những cái tiền không? Mùa đâu? Thế là mẹ đi ấy không? Mẹ xe có mẹ xăng rồi, quê cháu đỏ. Mẹ bật cao mấy hôm mà vẫn chưa về kệ thật đấy, đi thật đấy. Áo mẹ vứt mẹ đi. Không có tiền thì ăn đi uống áo đặt xuyên. Có đồng một cái ghê người ghê thật đấy. Cái toàn hàng nhiều ghê người. Trời. Áo là bao tiền? Có 200 mấy thôi, rẻ mà. Rồi. 200 mấy là rẻ rồi, mẹ à mẹ. Cái đó lồ. Nói cái từ đấy. Mua hàng bao nhiêu? Cái này nó không được coi. Nhìn quân. Quân. Rồi.